Rồi Bonsai anh Kim Sơn thân chào nhà mình luôn nha. Chúc nhà mình xem tin vui vẻ và an lành luôn. Hôm nay Bonsai anh Kim Sơn thân mời nhà mình ghé giao lưu một số cây cảnh cây bonsai về mình trang trí sân vườn luôn nha. Thì mỗi cây bên nhà vườn đều có báo mã số hết. Mã số nào đã giao lưu bên nhà vườn sẽ để trong phần bình luận luôn nha. Còn mã số nào chưa nhà mình xem ưng ý thì liên hệ số điện thoại là 0911470409. Số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn nha. Nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi, cây đầu tiên của tập này có mã số là 401. 401 là một cây trắc gai, lá nhỏ, chơi bonsai rất là tuyệt vời luôn nha. Cây này bán thành phẩm rồi và mình chỉ làm thêm cỡ tầm 40% nữa là ok thôi nha. Cây này chưa tác động lũa gì luôn. Đây, còn rinh nguyên luôn nha. Đó thì lũa này là lũa thép luôn nha. Đó, về mình xử lý lại mấy cái đầu này luôn. Đó. Cây này nó có một cái hay nữa là gì? Nó ngậm một cục đá đây nè. Ngậm cục đá này rất là chắc chắn. Cục đá này mình có thể ghi thư pháp một ít lên trên này cũng được nha. Thì gánh mẹ gì đó mình ghi lên cũng được. À, cái mặt này nó rất là bằng nè, ở đây một mặt, ở đây một mặt, nó có hai thớt. À, ở phía sau đây cũng vậy nè, rất là đẹp. À, ở phía dưới này nó cũng một cục nữa nè. À, cái này về mình sang cái chậu mới nữa là ok luôn nha. Mình giao lưu không chậu, cái này mình giao lưu không chậu nha. Cây này có hoành là 57. 57 là mình đo dưới này nha, mình không có phủ cái thằng này mà mình phủ ở trong cái góc này thôi. Đây, đáng lẽ là mình sẽ đo ở đây nhưng mà mình không đo, tại vì mình đo ở trong cái hốc này lại. Ở hốc này qua cái hốc này. Hoành 57, cây cao là 63, đang nằm chậu mặt đất là 44. Rồi, cái này về mình kiếm cái chậu tròn đường kính 44 nữa là ok luôn nha. Cái này mình xin giao lưu là 2200k bao ship luôn nha. Là một cây trắc gai bán thành phẩm rồi. Ngậm đá luôn. 2200k bao ship. Ok luôn nha. Trắc gai là một dòng mà nó vừa mang cái phong thủy của cái sự chắc chắn nha. Tại vì cái gỗ trắc nó rất là chắc. À, cái đây là của cái thằng này nó lên nha. Đó. Cái đầu nó bị hủy nhưng mà ở đây nó lên nó lại bù đắp vô. Cái này là tự nhiên luôn nha, chứ không phải là mình làm cái gì đâu. Đó, nè, thấy không? Tự nhiên cũng rất là hay nha. Đó, nó thấy thiếu cái gì là nó tự đắp lại luôn. Đó. Này về mình chạy lũa sơ sơ nữa là ok thôi nha. 2200k bao ship. Cái nhà kế bên rất là sung sướng luôn, hát karaoke. Okay. 2200k bao ship. Mã số 401, hoành 57, cây cao 63, mặt đất là 44. Không chậu là 2200k bao ship luôn nha. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 402. 402 là một cây trắc gai, lá nhỏ, bán thành phẩm rồi nha. Cái này cũng sắp ok rồi. Có một ở trên này là có tác động máy nha. Bên dưới này thì cũng có tác động sơ sơ, nhưng lũ là lũ rinh của cây luôn. Cây này về mình chỉ tạo tán thêm, phân tán thêm, làm chi thứ cấp thêm nữa là ok luôn. Cái này có cái hòn ngay chỗ đây, không có đo ở đây nha, cái hòn ngay chỗ này là 44, cây cao 56, đang nằm chậu lọt lòng, mặt đất đo được là 50. Ở về mình kiếm cái chậu cỡ tầm 45 là ok nha. Giao lưu không chậu là 2200k bao ship nha cả nhà. 2200k bao ship là một cây trắc gai. Trắc gai lá nhỏ luôn nha, lũa thép luôn, cây đế ok luôn,
đế rất là vững, dáng bonsai rất là tuyệt vời luôn nha. $2,200 bao ship. Là một cây trắc gai lá nhỏ, bán thành phẩm nha. Cây này cốt đế ok nè, cốt nè, ngọn nè, đế nè, đế mót đầu luôn, đế nở mót đầu luôn nha. Đây, mặt đây nè. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi mình quay thêm một khúc này nữa. Nè, đế nè. Thân vuốt ngọn, cây này đế đẹp. Thân thân đế vuốt ngọn luôn. Rồi. $2,200 bao ship. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 403. 403 là một cây sam ngọc đang ho trái luôn nha. Đang ho luôn. Đang ho đậu trái luôn nha. Ho chùm khá là đẹp. Lá cũng khá là nhỏ, mình chơi bonsai là tuyệt vời. Sam ngọc nó hay một cái nữa là nó có lũ, lũ rất là đẹp. Thì ý nghĩa của bonsai có lũ thì nó cũng đơn giản thôi. Thì cái phần lũ là nó đại diện cho cái sự khó khăn, cho cái sự là mình nói tế nhị, cái nữa là nó là đại diện cho cái sự chết chóc. Nhưng mà bên cạnh cái sự chết chóc đó thì sự sống nó vẫn sinh sôi phát triển nha. Đó là một cái rất là hay trong việc mình cảm nhận nghệ thuật bonsai có lũ. Bởi vì sao mình để ý bonsai Nhật Bản là hầu như là cây nào cũng có lũ nha. Đó, đa phần thôi chứ không phải là hết 100%. Đó, những cây tùng xoắn ngoằn nghèo hết, mình nhìn vô những cái đường trắng đó là những cái đường lũ đó, nhưng mà bên cạnh đó là cái cây nó phát triển rất là tốt. Đó là một cái động lực sống để mà cho chúng ta học hỏi nha. Đó, nói chung là cái thông điệp mà sơ muốn gửi gắm đến quý vị là dù cho khó khăn thì mình cũng cố gắng mình vượt qua đó, mình vẫn sinh sôi phát triển thôi đó, không có không từ bỏ là được rồi. Đó là cái đơn giản như vậy thôi đó. Tại vì mình phải ứng dụng được cái nghệ thuật bonsai vào cuộc sống thì nó sẽ có ý nghĩa hơn và nó sẽ đỡ lãng phí hơn đó. Rồi cây này lũ là lũ lũ rin, cây này lũ rin, chỉ tác động máy có một chút xíu chỗ này thôi này, chỉ tác động máy một chút xíu như chỗ này thôi, còn lại mấy cái này là lũ rin luôn rồi. Nó thân lũ rin luôn nha. Thì cái này mình thích thì mình quét cái màu màu trắng liêm sơn phu á, còn không thì mình quét màu cánh gián, màu nâu đỏ, nâu đất, nâu đất bên bên nhà vườn cũng có nữa đó. Cánh gián với lại nâu đất bên nhà vườn có nha. 60k một chai, như chai C2 vậy, 330ml trừ phí ship nha. Rồi cây này có hoành là 53, mình đo được ngay chỗ này là 53, cây cao là 80 lên tới ngọn này luôn nha. Đang nằm chậu nuôi, lọt lòng mặt đất đo được là 48. Cây này nhà vườn xin giao lưu là 2000k bao ship nha, không chậu. Đó, về mình làm form thiên nhiên thêm, mình đánh thêm này, ngay chỗ này là một nè. Cái phần đỉnh này mình tháo dây đi, mình tháo cái dây này, dây nó cũng xiết rồi. Đó, mình tháo đi. Đó, rồi bắt đầu mình đánh ở đây nữa, 1, 2, 3. Đó là ok luôn nha. Khá là đẹp, cây này khá ok luôn. Mình rất là mê cây có lũ. Tại vì mình cũng xuất thân từ một người nói chung là hộ nghèo bền vững. Thì mình cảm nhận được cái sự khó khăn của cuộc sống này. Nhưng mà mình cũng cố gắng mình vươn lên cho bằng với người ta. Nhưng mà cũng mục đích là mưu sinh thôi. Mà mình rất là mê cây có lũ, bởi vì mình nhìn nó là mình cứ nghĩ là cái cây nó sống không nổi, nhưng mà thật ra thì cái cây nó đang sống rất là tốt. Đó thì mình rất mê lắm. Linh sam lũ rồi là mình mê lắm. Mình theo cái nghề này là cũng nhờ đam mê cây linh sam á. Linh sam rừng rin đó nha. Đó.
thì mình nhìn vô nó thì lũ hầu như là hết 80%, 70%. Nhưng mà bên cạnh thì sự sống rất là tốt. Cho nên là nó truyền cảm hứng sống cho mình rất là nhiều luôn nha. Chứ không phải là mình nói để mà mình giao lưu được cây đâu, không phải đâu. Cái đó là mình tâm sự thật thôi, còn ai đồng cảm được thì đồng cảm, còn không thì cũng tham khảo vui vẻ thôi. 2000k bao ship cho cây này luôn nha. Sam ngọc, lũ 50%, đại khái là 50%. Này, bên này nó có một cái đường lũ nữa này, mình có thể về mình bóc ra luôn, mình bóc vỏ ra luôn. Đó, còn cái đường sống thì nó ở phía sau đây, đường sống ở đây. Đó. Nghệ thuật bonsai thì đối với những cái thân khô lũ như thế này là người ta gọi là thân khô lũ nha. Đó, còn những anh em mà không biết, nhiều khi mới tập chơi đó, cứ nói là cây chết rồi bắt đầu là đôi bên cũng loằng ngoằng, cũng rất là nhiều phi vụ để mà ảnh hưởng đến bộ môn nha. Ở bên này có tác động nhưng mà không đáng kể, cũng lâu rồi. 2000k bao ship. Cây này thì 2000k bao ship thì cũng khá là mềm nha, chứ không có gì gọi là cao cả. Đó. Đèn ho đậu trái luôn. Trái ăn được hay không thì mình chưa biết nha. Nói chung là mình chơi bonsai mình cũng chưa có thử. Cây cũng khá đẹp. Mình đánh form thiên nhiên thì nó lấp ló rất là hay nha. Ở phía sau này cũng có tác động nhưng mà cũng không đến nỗi nào. Nhưng mà nó giá trị ở cái thân lũ đây. Thân lũ đây là thân lũ rinh. Đó. Mạch sống nè, đó. Thấy không? Mạch sống chỉ bấy nhiêu đây thôi nhưng mà cái cây này phát triển rất là tốt. Đó. 2000k bao ship. Rồi, mình sẽ quay qua bên này nữa là kết thúc video nha. Rồi, 2000k bao ship cho cây sâm ngọc lũ này luôn. Rồi, em vừa xin qua cây này luôn nha. Rồi, em vừa xin giao lưu kế tiếp có mã số là 404. 404 là một cây trắc gai lá nhỏ luôn nha. Cây này về mình làm tay cành lại nha. Nói chung là nuôi lâu sống khỏe rồi, nó có những cái tay nối rồi. Nó về mình bắt những cái tay nối là mình làm theo nữa thôi. Lũ này là lũ rinh của cây nhưng có tác động máy một ít nha, có tác động máy. Cây này có cái hòn mình đo được ngay chỗ này là được 51, cây cao là 50, đang nằm cái chậu mặt đất lọt lòng là 45. Và mình kiếm cái chậu 40 là cũng ok rồi. Cây này mình xin giao lưu là 1700k bao ship luôn nha. Là một cây trắc gai lũ thép luôn. Lũ trắc thì mình khỏi với bàn rồi. Cái này về mình sơn màu, mình vét màu nâu đỏ lên là ok luôn nha. Nó sẽ nổi được cái quăng cây, quăng lũ lên rất là nhiều. 1700k bao ship. Cây khá là ok. Cái này ở dạng phôi thôi, nhưng mà phôi này cũng khá là ổn nha. Và mình làm tay cành nối theo là ok thôi. Trắc gai. 1700k bao ship. Này, mình xem lại cái lũ nè. Này mình quét nâu đỏ lên là ok luôn, nó nổi cây lên. Rồi nhà vườn xin qua cây này luôn nha. Rồi nhà vườn xin giao lưu kế tiếp có mã số là 405. 405 là một cây trắc gai gần thành phẩm rồi nha. Cây này lũ thép rinh nhưng có tác động máy. Lũ rinh, tác động máy nha. Đó. Cái này về mình quét nâu đỏ lên là ok luôn nha. Cây này hoành mình đo được là 60, cây cao 41, đang nằm chậu mặt đất là 42, lọt lòng nha.
giao lưu không chậu là 2000k bao ship luôn. Cây này thì đây gần thành phẩm rồi, trắc gai nha, trắc gai lá nhỏ. Nói chung trắc là một dòng cây quý hiếm nha, cây gỗ quý hiếm. Này gỗ trắc nè, mà cái này có tác động máy rồi, có chà qua máy rồi, về mình quét màu lại luôn, hoặc là mình có thể điêu khắc nhẹ cái gì lên đây cũng được. Có hốc lũa nha. Cây này thì xin giao lưu là 2000k bao ship luôn nha, 2000k bao ship. Cây này cũng lùng lực thôi, cao chỉ cao 41 thôi, 2 gang tay thôi. Lũ nè, rồi nhà vườn xin qua cây này luôn. Rồi cây này cũng đã kết thúc lô. Nhà vườn chân thành cảm ơn nhà mình đã dành thời gian xem tin ủng hộ luôn nha. Và nếu có thắc mắc gì thêm, nhà mình cứ liên hệ số điện thoại là 0911 470 409, số đó cũng là số Zalo và Facebook của nhà vườn luôn. Và nếu nhà mình thương mến, cho nhà vườn một lượt đăng ký và nhấn chuông theo dõi, chọn tất cả các bài đăng để cập nhật những thông tin mới nhất luôn nha. Rồi nhà vườn thân chào nhà mình, chúc nhà mình thật nhiều niềm vui và an lành luôn.